Sáng 23 tháng 6, Ban Dân vận Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Lê Chơi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Trong 6 tháng qua, công tác dân vận trên địa bàn thành phố Hội An được các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và các xã phường tiếp tục chú trọng thực hiện. Trong đó, tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tổ chức tiếp công dân, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại theo đúng luật định. Vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, có nhiều hoạt động góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.